Kính thưa quý vị, trong thời gian qua cùng với cơn sốt của một số bộ phim truyền hình ăn khách, những bản tin của kênh VTC14 đã gửi đến quý vị nhiều thông tin liên quan đến làn sóng Hallyu hay còn gọi là làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt là mốt mặc đồ rằn ri trong giới trẻ từ ảnh hưởng với hình ảnh người lính soái ca của Song Joong Ki. Vâng, thật ra thì câu chuyện ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc lên một bộ phận giới trẻ đã có rất lâu, từ thời của Anh Em Nhà Bác Sĩ, Trái Tim Mùa Thu, Giày Thủy Tinh, hay gần hơn là câu chuyện của những fan hâm mộ mừng chảy nước mắt khi các oppa và ợn hi của các nhóm nhạc như là Shinee, Sista hay là EXO, Aping đến Việt Nam giao lưu. Và câu chuyện buổi sáng của Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay nhắc đến câu chuyện này sẽ không bàn luận nhiều về phản ứng của giới trẻ, mà sẽ dành thời gian để nhìn lại câu chuyện dấu ấn của bản sắc văn hóa dân tộc trong phim Việt. Và đương nhiên thì chúng tôi cũng không đặt lên bàn cân so sánh, mà chỉ đó nói đến nếp sống đặc trưng của từng vùng miền trải dài dọc theo hình chữ S. Những tập tục văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt đã được truyền tải như thế nào lên phim ảnh và tại sao lại chưa thể có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên giới trẻ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Linh Đan và diễn viên Kinh Quốc. Xin chào diễn viên Kinh Quốc, rất vui khi được gặp gỡ và trò chuyện với anh ngày hôm nay. Trước tiên, cảm ơn anh đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Xin chào Linh Đan, xin chào quý vị khán giả của chương trình Cuộc Sống 24 giờ. Vâng, thưa anh, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là văn hóa nếp sống của người Việt qua phim ảnh. Là một diễn viên thì anh đánh giá như thế nào về vai trò của văn hóa nếp sống một dân tộc, một đất nước trong một bộ phim ạ? Một bộ phim Quốc cho rằng là nó phải là cái giá trị cơ bản của nó, phải là phản ánh những cái gì mà cuộc sống ngoài đời nó có như thế nào thì nó nằm trong bộ phim như vậy. Có những phim mà bạn thấy, thí dụ như là hay quá, nó người ta thích quá, thì Quốc tin rằng người ta nhìn thấy mình trong đó, từ ăn ở, đi đứng và cách suy nghĩ, cách như thế nào thì người ta thấy trong phim và thấy giống mình, nó thể hiện lại cuộc sống của mình thì người ta thích. Quốc nghĩ là để cho thế giới họ xem phim họ thích, điều gì họ mới thích cái đã. Tại vì mà muốn thích được thì nó phải cho người ta thấy rằng bộ phim đó của người Việt Nam làm, nó mang bản sắc của người Việt, nó phải nhìn thấy người Việt ở trong đó, chứ không phải là sự lai căng, chứ không phải là nhìn một bộ phim Việt Nam mà thấy hình như có dính tới, có gì đó dính tới, thí dụ như là của châu Âu, của Mỹ, của Trung Quốc, của Hàn Quốc. Nó là sự bắt chước và hoặc là lặp lại, nó không hề là gây ấn tượng đối với người ta. Người ta phải nhìn thấy con người Việt Nam trong đó, cái bản sắc của người Việt Nam trong đó, cái văn hóa người Việt Nam trong đó thì người ta mới ấn tượng. Nó không lẫn vào đâu hết thì người ta mới ấn tượng và người ta mới thích. Là một diễn viên gạo cội đã từng góp mặt trong rất nhiều những bộ phim truyền hình được yêu thích như Đất Phương Nam, Hướng Nghiệp Dòng Đời, vân vân. Anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm khi mà anh vào vai một nhân vật ở một vùng đất có nét văn hóa, có lối sống rất đặc trưng hay không ạ? Thì Quốc thì ở thành phố, nhưng mà đôi khi mình có những bộ phim đặc thù là mình, ví dụ mình về ở cái tỉnh mà miền Tây á, mà trong những nơi mà giống như người ta gọi là khỉ ho cò gái đó, phải không? Mà giờ mình chưa biết chỗ đó thì mình phải xuống qua vô đó tận 1-2 tháng, 2-3 tháng, 4-5 tháng là chuyện bình thường. Thì ở ăn ở như là những người con người đó, ví dụ như bộ phim Chuyện Tình Bên Dòng Kinh Sáng, thì cái vai diễn đó là đại khái như đòi hỏi Quốc là một cái người mà làm tóc ở dưới cái vùng nông thôn đó, phải lái những cái chiếc vỏ lãi chân vịt mà nào giờ mình không bao giờ biết cái lái như thế nào. Ngay cái chuyện là một đơn giản làm tóc thì mình cũng phải học, tại vì mình đâu hề biết nghề đó. Rồi phải ca cải lương và ca giọng cổ kiểu cải lương của con người đó nữa, thì gần như là Quốc phải học, đi học hết, học từng môn. Mà những cái môn đó, những cái kỹ năng đó là nó đều có trong phim hết. Và khi mà diễn những phân cảnh như vậy thì anh cảm thấy như thế nào khi mình đã góp phần quảng bá nét văn hóa độc đáo ấy đến với người xem khắp cả nước ạ? Quốc có nhớ là khi bộ phim đó phát sóng, sau này nhiều năm người ta rất là thích. Thật sự có những người giống như bạn đây, thì có đôi khi mình chưa bao giờ mình về dưới vùng đó. Mình chỉ ở thành phố hoặc mình đi nước ngoài, nhưng mà cái vùng đó đối với họ thích, đặc biệt là những người mà xa quê, trời ơi, họ xem thích lắm. Họ dường như họ thấy mình cái thời mà họ còn nhỏ. Thí dụ bây giờ họ đã lớn tuổi hay cái gì rồi, nhưng mà họ nhìn thấy cái khung cảnh cái nhưng mà Quốc đóng ở cái vùng đó, thí dụ như ở Bạc Liêu được, cái thời mà Quốc đóng cách đây là bộ phim này là nhớ phải 8-9 năm gì đó. Thích lắm. Và chắc hẳn là anh Kinh Quốc cũng đã quá quen thuộc với cái gọi là trào lưu văn hóa Hàn Quốc qua phim ảnh.
ở nơi mà kim bắp nè, hay còn gọi là cơm cuộn, rồi cơm trụng, rồi kim chi được quảng bá, biết đến và yêu thích ở khắp nơi trên thế giới, và trong đó có cả Việt Nam nữa. Thế nhưng mà phở nè, rồi hủ tiếu, bánh canh vân vân thì dường như là những món ăn Việt rất là đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng lại ít được các nhà làm phim chú ý đến. Hoặc là nếu có thì hiệu quả quảng bá thì cũng không cao lắm. Theo anh thì lý do tại vì sao ạ? Thì Quốc nghĩ những cái điều đó nó không phải là tự nhiên, mà nó là một sự gọi là có sự chủ định, có bài bản, có tính toán của các nhà làm phim và thậm chí của chính phủ đã đề ra cái điều đó để cho giới thiệu con người và đất nước của thí dụ mình nói vấn đề ở đây là của Hàn Quốc đi, thông qua phim ảnh. Vâng, là một diễn viên thì anh có cao kiến gì hay không? Vâng, là một diễn viên thì anh có cao kiến gì hay không để cho văn hóa của người Việt, nếp sống của người Việt ở những vùng đất khác nhau trở nên sống động hơn, trở nên đẹp hơn trong những thước phim Việt ạ? Ví dụ như bình thường bạn thấy bây giờ bạn thấy Kinh Quốc đang ăn mặc như vậy đi, thì có vẻ như bụi bặm rồi cũng thanh thị, cũng rất là, nhưng mà tự nhiên bạn nhìn thấy một Kinh Quốc đóng một vai nông dân mà quê rặt, một cái vùng giống như ngày nó giống như lúa ở dưới đâu á mới lên, thì điều đó không có nghĩa là Quốc phải ăn mặc tồi tàn hay là ăn mặc sinh đất dít thì có nghĩa là thành nông dân. Không phải như vậy, mà là mình phải tìm hiểu thêm rất nhiều về tâm tư, tình cảm, cách sống, cái cách nói chuyện. Ví dụ như Quốc đóng một cái vai nông dân trong bộ phim lúa trổ bông thì Quốc đóng về Ba Ruộng, thì là Ba Ruộng là một chủ tịch xã ở đó, thì tối ngày cứ là cái gì cũng gắn, tối ngày gắn với ruộng đồng, ruộng lúa và mang lại những cái gì thiết thực nhất cho nông dân. Nông dân như bạn biết rồi đó, họ đi đường ràng đường ruộng quen rồi, cho nên là họ đi không phải như mình ở đây mà đi theo nghiêm chỉnh thì họ đi bang bang thôi đi vậy đó, đúng không? Cách ăn nói cũng vậy, ăn nói bộc trực, ăn nói thẳng thắn, chứ không phải là ăn nói kiểu hoa mỹ hay cái gì cũng có. Mình phải tập. Câu thoại nông dân ví dụ chẳng hạn ở dưới họ nói tao mày không, ví dụ mày làm gì làm tao, nhưng có thể ở đây mình sử dụng cái điều đó nó hơi bị gọi là không được lịch sự. Nhiều khi hai người nhưng mà đối với họ tao mày chính là cái gì đó nó thể hiện sự gần gũi. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Hy vọng rằng anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thành công trên con đường diễn xuất của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay của chương trình Cuộc Sống 24 giờ.